Cách làm kẹp bẫy cò, và cái kẹp này là kẹp đa lăng, các bác có thể đánh được cò, vạc, chim, chuột. Với mẫu kẹp này giá của nó rất chi là rẻ, chỉ mấy ngàn đồng thôi các bác nhé. Đấy là một cái kẹp trơn mà chưa có bàn lưới. Hôm nay thì em sẽ làm chế lưới và cũng như là hướng dẫn các bác cái cách làm rất chi là đơn giản. Thì với một cái dòng kẹp này nhá, các bác thì mình chế một cái bàn vào. Thì khi con cò hoặc là con chim, con chuột nó dẫm vào thì nó sẽ là dòng kẹp chân. Còn nếu như mà chưa chế kẹp như cái kẹp mà bác thợ nhà em vừa mới dương đây này, thì cái kẹp này thì nó sẽ là kẹp cổ nhá. Khi các bác nhà mình bẫy được con thú thì nó sẽ bị chết, còn kẹp chân thì nó sẽ không chết. Đấy, em ví dụ như cái kẹp này thì đơn vị em đang làm rất chi là nhiều. Đấy các bác thấy không ạ? Em hãy cho nó sập luôn cái kẹp trơn đấy luôn nhá. Bởi vì thật sự là em cũng rất chi là sợ, bởi vì nó lẩy mạnh lắm các bác ạ. Nó mạnh kinh khủng luôn. Cái này thì em có dương tất cả là cả 4 loại để cho các bác nhà mình được tham khảo. Cái kẹp răng thì nó sẽ có độ sát thương cao và sẽ có độ đánh mạnh và hiệu quả lên tới 98%. Đấy, còn kẹp trơn thì nó cũng không kém nha các bác nhé. Đấy, các bác thấy không? Đấy là cái kẹp mà khi đã kẹp rồi. Đấy, các bác thấy không? Còn em sẽ quay gần hai kẹp răng, sau đó em cho nó sập luôn, bởi vì nhỡ mà động mà nó lẩy thì rất chi là sợ. Em cho nó lẩy luôn nhé. Cái kẹp đấy là kẹp răng nha các bác nhé. Kẹp răng đấy ạ. Đấy, đấy là đường răng. Ôi, quá là ok. Đã xong, cho em xem một cái kẹp đấy nào. Thì với cái kẹp này thì bên xưởng nhà em sẽ làm dành cho các bác nhà mình mà đang có nhu cầu đi bẫy cò, bẫy vạc, bẫy chim hoặc là bẫy chuột. Thì về đường kính của cái kẹp này nhá, đo cho các bác nhà mình xem là cái phần ngang này nó rơi vào tầm độ 15-16. Và với một chiếc kẹp này mở đôi ra nhá, mở đôi ra như vừa nãy là cái lúc em cho sập ấy, soạn hai cái vành đai này ra này, thì nó rơi vào tầm độ 17 cm. Đấy, thì đã rất chi là rộng rồi. À, cái này là 16, còn mở đôi nó rơi vào tầm độ 18. Cái kẹp này sẽ có kẹp răng và kẹp trơn. Thì các bác anh em sử dụng mẫu nào em sẽ làm cho các bác anh em, làm cho các bác anh em gửi tận nhà cho các bác anh em luôn. Để trong cái mùa bẫy cò, bẫy vạc này thì mình ưng loại nào. Ví dụ như cái kẹp trơn này thì em cũng nói luôn để em làm cho các bác trong miền Nam với số lượng lớn. Ngày nào em cũng gửi vào với cái giá là có bàn như thế này là 12.000 đồng một cái này các bác này. Còn cái mà có răng này là 13.000 đồng một cái, là có răng, lưỡi răng cưa. Còn về cái kẹp trơn mà chưa có đĩa gì cả, chưa có đĩa đây, ví dụ một cái kẹp trơn như này, về các bác tự chế nhá. Và em nói luôn tới các bác là cái kẹp này nhà em là kẹp lò xo đặc biệt, nó cực kỳ là tốt luôn, khỏe, giúp các bác nhà mình sử dụng sẽ được bền. Đấy, và cái này thì nó có 8.000 đồng một cái thôi nhá. Và tất cả các bác anh em mà xem được video này mà đang quan tâm cứ mua từ 10 cái trở lên em đã gửi rồi. Còn mua 50 cái là em miễn phí ship hoàn toàn nhá. Đấy, ví dụ như 50 cái này là 400 này, em miễn phí ship tới tận nhà. Các bác mình đánh hết năm này qua năm khác luôn. Đấy, còn về cái kẹp mà răng mà chưa có bàn thì cái này nó đang vào là 10.000 đồng một cái nhá các bác nhá, 10.000 đồng một cái. Thì với những cái bàn lưới chống rỉ này thì em sẽ làm cho các bác sử dụng thật lâu bền luôn. Và dòng kẹp này thì bên em chuyên làm, và xưởng em thì chuyên có tất cả các loại bẫy để dành cho các bác nhà mình đi bẫy cò, bẫy vạc, bẫy chim, bẫy dưới nước. Thì cái dòng kẹp này khi các bác nhà mình mà quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại em để trên màn hình video nhé. Và các bác đừng quên cho em xin một like, nhấn chuông và nhấn đăng ký kênh để em sẽ làm những cái mẫu rất chi là hay để đưa tới các bác trong cái mùa đi bẫy của năm nay. Ngoài dòng bẫy này ra thì em sẽ còn hàng nghìn loại khác nhau. Các bác đăng ký kênh của em rồi, theo dõi kênh của em rồi thì mỗi một video em đăng các bác sẽ nhận và sẽ xem được cái cách dùng và cách để làm gì. Thì cái kẹp này em nói nhấn lại một lần nữa là để bẫy cò, bẫy vạc, bẫy chim, bẫy sóc rừng hoặc là bẫy chuột. Một cái dòng bẫy siêu hiệu quả số 1, giá rẻ, mua một lần dùng nhiều năm. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nha. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi kênh của em để xem được thật nhiều.